đi đằng trước kìa, đi trước kìa. Sáng nay ngày 26 tháng 11, Tòa án Nhân dân huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lộng, 44 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, Lộng làm nghề bán vé số. Khoảng đầu tháng 9 năm 2018, Lộng quen biết và sống chung nhà như người tình với ông Nguyễn Văn Hát, ngụ xã Tân Huệ, huyện Thanh Bình. Lộng biết ông Hát thường cất giấu vàng trong túi quần hoặc trong bóp, nên khoảng 17 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2018, lợi dụng lúc ông Hát đến nhà hàng sớm uống rượu, y đã lấy trộm 12 chỉ vàng 4 số 9 của ông Hát trị giá gần 40 triệu đồng. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Thanh Bình tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lộng mức án 9 tháng tù giam. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng nay tại khóm Tây Huệ 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đám cháy bốc lên từ nhà ông Tăng Tính Nghĩa rồi cháy lan qua nhà khác. Nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tích cực dập lửa. Cũng may lúc này do ảnh hưởng của cơn bão số 9 trời khá lạnh, có mưa đã làm giảm sự hung hãn của đám cháy. Đám cháy được khống chế sau đó, thống kê ban đầu có 2 căn nhà cấp 4 bị thiêu rụi, 2 căn nhà khác bị cháy xém. Theo người dân cho biết, trong các căn nhà bị cháy có cụ bà 83 tuổi bị bại liệt trong khi con cháu đi vắng. Ngay khi lửa bốc lên, người dân đã kịp ấm cụ chạy ra ngoài. Nhiều quý vị có thể thấy nam thanh niên mặc áo đỏ trong clip đang điều khiển xe gắn máy di chuyển trên đường. Bất ngờ anh ta tự biến mình thành một diễn viên xiếc, bốc đầu xe một cách rất điêu luyện. Nhưng mà không xong rồi, bánh xe trước bất thình lình rơi ra ngoài và anh ta đã ngã chúi xuống đường. Thật là nguy hiểm quá đi mất. Lần sau đừng có mà dại dột và đua như thế anh ơi. Nhận tin báo của anh Hà Minh Phúc sinh năm 1999, ngụ ấp Tân Thuận A, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò về việc bị đối tượng Nguyễn Liêu Xuân Khoa sinh năm 1999, ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cùng đồng bọn sử dụng hung khí uy hiếp. Khoa và 4 đối tượng liên quan được mời về điều tra. Khoa khai nhận vợ chồng Phúc có vay tiền tín dụng đen của Khoa 2 triệu đồng nhưng không trả như thỏa thuận mà còn lánh nợ. Phát hiện Phúc điều khiển xe trên đường, nhóm Khoa đuổi theo sử dụng súng đèn pin uy hiếp. Phúc không có tiền nên Khoa giữ lấy 2 chiếc điện thoại. Tại cơ quan công an, Khoa đã tự nguyện giao nộp 2 đèn pin chích điện, 1 cây súng bắn đạn bi và 2 điện thoại di động mà Khoa đã lấy của Phúc. Sáng nay ngày 26 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Bùi Đức Tiên, 39 tuổi, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Nguyễn Thị Cẩm Tú, 36 tuổi, ngụ huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy, và Lý Vũ Tài, 31 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, Tiên và Tú sống với nhau như vợ chồng để có tiền tiêu xài và có ma túy sử dụng. Cả hai đã sử dụng nhà riêng của mình tại Cần Thơ làm điểm giao dịch mua bán trái phép ma túy cho các con nghiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 22 tháng 6 năm 2018, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã tiến hành khám xét nơi ở của hai đối tượng, thu giữ 28 gói ni lông chứa tinh thể không màu, cân tiểu ly, súng ngắn bằng kim loại, 10 triệu đồng tiền mặt. Riêng về bị cáo Tài, y đến nhà mua ma túy với giá 2 triệu đồng, trên đường vận chuyển về thì bị bắt. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tiên 18 năm tù, Tú 16 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Tài lãnh án 3 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo điều tra, trước đó lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhà của Trương Ngọc Vũ, sinh năm 1966, trú tại khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, phát hiện các đối tượng đang sử dụng ma túy, hai con nghiện bị bắt giữ, trong đó Vũ đã nhanh chân tẩu thoát. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 4 bọc ni lông, bên trong có chứa chất ma túy. Các đối tượng khai nhận đã mua ma túy của Vũ khoảng 26 lần. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối tượng Trương Ngọc Vũ về tội mua bán trái phép chất ma túy và hắn đã bị tóm gọn. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, vị khách này đang say sưa trò chuyện cùng bạn bè thì bất ngờ một tên đi xe gắn máy từ phía sau lao tới, giật mất giỏ sách và tẩu thoát một cách nhanh chóng. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến vị khách này cũng bàng hoàng. Trước đó, một nhóm thanh niên gồm 5 người có tổ chức ăn nhậu, hát karaoke. Sau đó, nhóm này di chuyển đến một quán ốc tại đường Nơi Trang Long, Lý Thường Kiệt, thành phố Buôn Ma Thuột thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Lúc này, cả hai nhóm đã lao vào, dùng mũ bảo hiểm, dao, mã tấu, xông tới chém nhau loạn xạ ngay tại ngã tư đường, khiến nhiều người hoảng loạn. Mấy ngày qua, người dân ấp An Lợi, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vô cùng thích thú trước cảnh tượng hàng ngàn con cò bay về trú ngụ, tạo nên không khí yên bình cho cả một vùng quê. Cứ vào khoảng 17h30 phút đến 18h, tại vườn dừa và cây ăn trái của ông Vương Quang Quyền lại xuất hiện hàng ngàn con cò trắng, cò ốc bay lượn, sau đó đậu lại để trú ngụ qua đêm. Đến sáng hôm sau, đàn cò bay đi kiếm ăn. Tính đi đăng ký độc quyền chứ mình xin công an có giấy phép để mình bảo vệ. Tại vì cái động vật này đang ngày càng bị tuyệt chủng nè, như số cò ốc. Cò ốc này nó về là nó tiêu diệt ốc bu vàng nó cũng hay đúng chứ. Mà cái đàn cò ốc này gì năm nay thấy nó nhiều hơn cái năm trước á. Nhiều người đến người ta coi kêu trồng thêm tre nữa đó cho nó làm tổ cho nó đẻ. Được biết cò ốc là loài quý hiếm được ghi vào sách đỏ Việt Nam nên rất cần được bảo vệ và cấm săn bắt với mọi hình thức từ lâu. Sáng nay ngày 26 tháng 11, Công an huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiệp, trú xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, Hiệp và một số người khác tổ chức ăn nhậu tại ấp 13, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình. Tại đây, Hiệp xảy ra cự cãi với anh Vũ Liêm. Sẵn có thủ dao trong người, Hiệp đã đâm vào người anh Liêm gây thương tích tỷ lệ 52%. Được chủ nhà can ngăn, Hiệp tiếp tục dùng dao đâm chủ nhà gây thương tích với tỷ lệ 11%. Được biết trước đó, Hiệp cũng đã dùng mã tấu chém bị thương một người dân. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Không bình thường. Trên trang cá nhân, Quế Vân vừa đăng video ghi lại loạt khoảnh khắc vui nhộn của mình cùng nam em. Trong đó, nam em tự tin thể hiện giọng nói như một MC đang dẫn chương trình thời sự, với vẻ mặt nghiêm túc, không hề quá nhí nhố như những video trước đó. Sau khi kháng cự thì nam thanh niên rút dao ra, đâm chết nạn nhân rồi bỏ chạy. Cuối video, nam em cùng Quế Vân còn dành tặng khán giả điều nhảy hài hước. Đa phần Thành phố Hồ Chí Minh mưa kỷ lục, có nơi mưa đến 400mm. Theo Trung tâm Chống ngập Thành phố Hồ Chí Minh, có đến 62 điểm ngập, nặng nhất là ở các đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, Nguyễn Văn Quá, quận 12, Huỳnh Tấn Phát, quận 7, Lê Văn Việt, quận 9, quận Gò Vấp, có nơi nước ngập không thấy cả bánh xe. Đến trưa ngày 26 tháng 11, nhiều tuyến đường tầng hầm công ty, chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ngập nặng, tình trạng kẹt xe vẫn kéo dài. Trường hợp lịch sử còn dẫn đến cái chết thương tâm như trường hợp của một thanh niên tại quận Bình Tân. Trên đường đi làm về nhà gặp nước lớn, nam thanh niên này cùng xe máy bị cuốn trôi mất tích. Trong cơn mưa kèm gió giật, một cây xanh trên đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua ấp Bình Hưng, Bình Chánh bật gốc, đè trúng ông Nguyễn Văn Tân, 58 tuổi, quê Đồng Tháp, đang chạy xe máy làm người này tử vong. Tỷ phú nhà nông mà nông nghiệp thông minh xin giới thiệu đến quý bà con là anh Đàm Văn Long ở ấp An Thạnh, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Từ một mảnh vườn 3 hecta trồng đủ loại cây ăn trái, nhưng đầu ra bấp bênh, hiệu quả kinh tế không cao. Anh Long đã mạnh dạn mua bưởi da xanh về trồng thử nghiệm xen trong vườn nhà. Khi cây bưởi cho trái ổn định, anh Long phá bỏ hết cây nhãn, cây cacao để chuyên canh bưởi da xanh. Cho đến nay, vườn bưởi của anh Long thu hoạch khoảng 30 tấn trái với giá bán bình quân 40.000 đồng một ký, thu nhập mang lại cho gia đình hơn 1 tỷ đồng một năm. Hỏi cách nào để trồng thành công được như vậy, anh Long chia sẻ rằng trồng bưởi da xanh cũng phải áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, nhất là các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm để cho ra sản phẩm sạch mới bán được giá cao. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Nguyễn Thanh Hùng, một gương mặt nhà nông rất đặc biệt khác ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Quý vị và bà con có tin được không? Người nông dân này chỉ mới học hết lớp 2 này và chưa từng được học qua các lớp về chế tạo máy. Thế nhưng anh đã có thể sáng chế ra chiếc máy suốt gạt tay, giúp người nông dân các tỉnh Tây Ninh và Tây Nguyên giảm chi phí thuê mướn nhân công và giảm tỷ lệ thất thoát khi suốt lấy hạt tay. Mặc dù có giá từ 170 đến 180 triệu đồng một chiếc tùy vào công suất và kích cỡ, thế nhưng sản phẩm máy suốt gạt tay của anh Hùng hiện đang được các tỉnh Tây Nguyên đặt hàng với số lượng lớn. Điều này cho thấy sản phẩm nông cụ của người nông dân chỉ mới học hết lớp 2 này thực sự rất là hiệu quả, giúp cho bà con giảm bớt khó khăn trong việc lấy hạt tay. Hoan hô anh Hùng và cỗ máy tuyệt vời của anh.